Theo đó, tốc độ tăng GDP quý 1 năm 2023 đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% do mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%, khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%. Trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng GRDB ở mức cao so với tốc độ tăng GDP như Hậu Giang tăng 12,67%, Bình Thuận tăng 9,86%, Hải Phòng tăng 9,65%, Khánh Hòa tăng 9,07%. Cà Mau tăng 9,05%, Ninh Bình tăng 8,45%, Tuyên Quang tăng 8,42% và Bắc Giang tăng 8,40%. Ở chiều ngược lại, một số địa phương thuộc dùng kinh tế trọng điểm có tốc độ tăng GRDP ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng thấp hoặc giảm. Bình Dương tăng 1,15%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,7%, Quảng Ngãi giảm 1,07%, Vĩnh Phúc giảm 2,47%, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 4,75%, Quảng Nam giảm 10,88% và Bắc Ninh giảm 11,85%.